Mã lai giống quá trời này. Để giống khá là nhiều luôn. Buồn không? Hơi bị ngược sáng rồi. Mình sẽ đi quay từ đây vô ha. Cây này hái xuống 1-2 bồn, họ để khá là nhiều. Trái nè, coi như mình thấy trái. Cái này là anh hái được, vẫn chưa hái nè. Hái được 2 bồn. Khô. Cây này trái thôi. Bao là trái luôn. Cây nào nấy 5-6 bồn không nha. Không có ít. Còn cái cây này anh bứng cây lớn trên chảnh xuống đây luôn. Bứng cây lớn xuống thì có lượt mèo có trái. Bữa mình đi dưới kia lên, bữa nay mình đi trên đây suốt. Cây nào có nấy trái, sợ luôn. Được buồn giống mình lấy trái không? Quá wow, trái. Chắc cũng quay tới cây này quá. Nhà trái cũng mênh mông. Quá trời trái luôn. Đây nếu mà có hái thì chỉ hái xuống một buồn thôi nha. Chứ không hái lần. Buồn nào già sẽ hái cây này lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung là 5-6 buồn trở lên. Cây này cây xiêm lục. Cái góc này. Sao nó bị eo với nó ta? Bứng đi á. Bứng đi cái nó bỏ tế nó. Bị eo ngang đó cái. Nó lì ra lên trên nó bung lại. Còn người đánh hái cho mình mấy trái. Mười mấy trái. Lấy hết luôn. Này là ngọt tuyệt vời luôn. Ngọt thanh thao luôn. Mình chắc mười. Chắc cho chổng mình cắt luôn. Mình trước đây. Bữa nay là nước ngoài xả vô nước trong clip quá trời luôn. Với mưa nó kết hợp với mưa nó nước quá trời. Trái rồi đó, có lưỡi mèo có trái rồi nè. Mấy cây bên đó mình clip nó cũng quá trời trái luôn nha. Nói chung là mấy cây để giống là trái coi như là mênh mông trái luôn rồi. Dạ anh em muốn bao nhiêu trái cũng có, nhưng mà trái trên này vừa tươi trên cây dễ ương thì nó hao lắm. Còn mình mua tại vườn thì nó hơi cao một xíu, nhưng mà được cái là mình về mình trồng là ấy luôn, không có đợi chờ. Chứ còn anh em mua về anh ương thì nó mất thời gian lắm. Mã lai lúc này là chỗ nào cũng có mã lai hết, nên cây nào có lấy trái anh em thấy thì tươi ra thì nó chậm, mà vừa giống thì ra nó nhiều. Cây này lai gốc hơi bự. Đó, còn trên đây thì em thấy trái quá trái luôn, nhưng mà hái vô xuống chừng buồn thôi chứ không hái nhiều nha. 5-6 buồn trên cây cho mình hái xuống giống mình để mình xử lý ra cho mầm để bán giống thì hái chừng buồn thôi. Cây mấy cây này đó, trái bao la trái luôn ha. Này bán vừa tươi thì coi như ngon quá, tại vì đang hướng sang trồng cây giao cây dốc, để trái trên cây rất là nhiều ha. Đó, mấy cái buồn trái nè, trái gì mà anh em hỏi sao ở trái dưới đây nhiều, ở trên thì anh em thấy ít trái lên nè. Nó mà để giống này cây dừa nó sẽ bị phần trên nó sẽ bị thiếu trái nha, đâu phải lúc nào nó cũng còn trái đâu. Trái thì ở trên nó sẽ bị giật trái là quá
thì trái, trái mênh mông là trái, cây nào cây nấy trái đeo sợ luôn. Vì con cây bị hư rồi. Trái dừa trên cây vẫn bán nha, anh em cứ gọi mình sẽ báo giá cho, lên trực tiếp trên vườn luôn.